Đối với tôi là tuyệt vời. Cái hệ sinh thái ở đây rõ ràng là hơn hẳn so với những cái chương trình hỗ trợ khác. Tôi đã được hỗ trợ rất là nhiều từ phía khu công nghệ phần mềm. Thì chúng tôi được cấp một văn phòng 45m² và tất cả những cái cơ sở vật chất ở đây đều là do ITB hỗ trợ. Mình nghĩ là cái hệ sinh thái khởi nghiệp của khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia rất là tốt cho các startup như mình và cho cả sinh viên nữa. Các bạn sinh viên thì có nhiều điều kiện là tham gia thực tập từ những ngay khi còn đang đi học, sau đó các bạn còn được hỗ trợ tham gia những cái cuộc thi. Các cái chương trình hỗ trợ chính sách khởi nghiệp của ITP mình nghĩ là rất là đầy đủ và toàn diện. Ở đây cung cấp cái không gian làm việc rất là thoải mái, nhiều không gian xanh, không gian sáng tạo cho các founder như mình. Ở đây cũng tổ chức rất nhiều event mà mình có cơ hội tiếp xúc với lại những người founders khác trong ngành, những nhà đầu tư tiềm năng. Thì mình được ITP hỗ trợ về việc truyền thông trong thời gian đầu, đó là những lúc mà startup còn non trẻ và còn chưa có nhiều cái thị trường, chưa có khách hàng, thì chính sách truyền thông ban đầu của ITP giúp cho mình có uy tín hơn trong cái đối với các đối tác của mình. Thì ITP giúp mình kết nối thêm những một số anh chị founder để mình có thể học hỏi và học hỏi kinh nghiệm của họ, cũng như là mình áp dụng vào để phát triển rất liên tục. Có thể nói đó là những quả ngọt đầu tiên trong hành trình 15 năm mà tập thể lãnh đạo, công nhân viên, con người ITP kiên trì thực hiện sứ mạng bằng tất cả lòng nhiệt huyết, tâm huyết. Đó là tạo ra một môi trường kết nối giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu và kinh doanh ngay trong lòng khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin và truyền thông của đất nước. 15 năm, lần lượt các mô hình khác nhau đã được ITP vận dụng và nhiều bài học quan trọng được đúc kết. Từ mô hình khu công nghệ phần mềm đến mô hình khu vườn ươm cho lĩnh vực công nghệ thông tin. Và theo thời gian, mô hình này ngày càng rõ hơn với nhiệm vụ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ở ITP, đâu chỉ là sân chơi của các doanh nghiệp mà còn là nơi đỡ đầu cho các phòng thí nghiệm, các trung tâm, các startup ra đời. Ngày 17 tháng 4 năm 2001, Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập ITP. Ngày 18 tháng 4 năm 2001, thành lập Trung tâm Công nghệ Phần mềm. Ngày 2 tháng 5 năm 2003, thành lập ITP. Ngày 29 tháng 3 năm 2005, thành lập Trung tâm Địa tính học. Ngày 5 tháng 8 năm 2005, thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch. Ngày 14 tháng 10 năm 2009, chuyển đổi cơ chế hoạt động của ITP. Ngày 16 tháng 12 năm 2013, thành lập Hội đồng ITP. Ngày 16 tháng 5 năm 2014, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh định hướng xây dựng ITP thành hệ sinh thái khởi nghiệp. Ngày 8 tháng 8 năm 2014, ký kết hợp tác với công nghiệp phần mềm Bắc Trung, thành lập chuỗi QTSC. Ngày 27 tháng 2 năm 2015, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương ITP tham gia chuỗi QTSC. Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông do ITP triển khai chương trình hỗ trợ khởi nghiệp iStartX. Ngày 3 tháng 3 năm 2016, Thủ tướng ký quyết định thí điểm thành lập chuỗi QTSC. Ngày 16 tháng 12 năm 2016, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý hạ tầng mạng và thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 9 năm 2017, ban hành quy chế mới về tổ chức và hoạt động của ITP. Ngày 9 tháng 10 năm 2017, thành lập Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc là những kỷ niệm đầu tiên khi chúng tôi bắt đầu lên làm việc tại cái vùng cái khuôn viên Linh Trụ, thì tôi nhớ tức là thời gian đấy thì đã được Đại học Quốc gia hỗ trợ rất nhiều, tức là cấp cho một cái xe, sau đó là anh em khoảng gần 20 những người rất là trẻ, các cái sinh viên mới tốt nghiệp các trường cũng như là các cái giảng viên lên làm việc và cũng rất là nỗ lực để mà đặt những cái nền móng đầu tiên cho cái hoạt động của ITP. Lúc đấy thì chưa thành lập ITP, mình mới có Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia và các cái nhóm gọi là thành viên đầu tiên làm cái hạt nhân cho cái phát triển của cái hoạt động của khu. Bên cạnh đó là cái công trình xây dựng khu công nghệ phần mềm cũng đang triển khai rất là gọi là rất là quyết liệt dưới sự chỉ đạo của giám đốc cũng như là ban quản lý dự án khu. Tôi nghĩ là cái đó đã để lại rất là nhiều các cái ấn tượng cho chúng tôi, để những người vừa làm việc vừa gọi là gắn liền với các cái hoạt động về xây dựng, về chuẩn bị triển khai các hoạt động cho khu.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2020, ITB sẽ trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp năng động ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tập trung của khoảng 100 doanh nghiệp khởi nghiệp với 2.000 việc làm và nơi thực tập, học tập của hơn 2.000 sinh viên mỗi năm. Đến nay, ITB cơ bản đã hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đúng nghĩa. Mô hình và kết quả hoạt động của ITB đã được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao. Đặc biệt, mô hình và cách thức xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của ITB được nhiều tỉnh thành ở phía Nam tham khảo học tập. Xây dựng thành công một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một quá trình dài hạn, đòi hỏi sự chung sức và kiên trì thực hiện của nhiều thế hệ. ITB ý thức được rằng những việc mình đã làm trong thời gian qua chỉ là sự khởi đầu. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết và kiên trì như là mình đã làm trong 5 năm qua trong việc thực hiện mục tiêu phát triển ITB trở thành một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, ITB sẽ là nơi trí tuệ được ươm mầm, nơi mà những startup tăng trưởng nhanh được gây dựng và là nơi những sản phẩm công nghệ cao được ra đời, vươn tầm quốc tế. Chúng ta có thể tìm thấy ở đây sức mạnh của hệ thống giáo dục và ươm tạo, của sự cống hiến tận tụy và tin tưởng, ước mơ về hệ sinh thái khởi nghiệp của ITB, của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và UTSC đang dần định hình rõ ràng ở cửa ngõ Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều chuyện phải lo, nhưng sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, sự quyết tâm và lòng đam mê của từng thành viên trong mái nhà chung ITB là những động lực thúc đẩy để trong tương lai không xa, ITB sẽ trở thành điểm đến của giới khởi nghiệp Việt Nam và quốc tế. Tất cả đều còn ở phía trước, tất cả còn là háo hức ước mơ. Những thành quả của bao năm qua như ánh nắng, như rừng thông ngoài vườn kia là rất thật. Tất cả sẽ nối tiếp ngày qua ngày.